Bạn đang khó chịu vì tiếng ồn. Chuyển nhà đi, tôi không giúp được bạn đâu. Nhưng nếu video của bạn có tiếng ồn, tôi giúp được bạn. Bằng một tính năng rất là hay trong phần mềm cấp kết cho PC. Nếu bạn nào mà chưa cài đặt cái phần mềm cấp kết cho PC á, thì nhanh nhanh tay cài đặt đi nhé. Có để link ở phía bên dưới. Rồi không vòng vo nữa thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái tính năng rất là hay trong phần mềm cấp kết cho PC. Đó chính là tính năng lọc tiếng ồn trong âm thanh. Thực ra thì tính năng này ở các phần mềm khác cũng có, như là Adobe Premiere hay là Final Cut Pro cũng có. Nhưng mà mình cảm thấy ở phần mềm cấp kết cho PC này nó làm rất là tốt, tốt hơn hai phần mềm kia rất là nhiều, cho nên mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Bạn nào biết rồi thì thôi, bạn nào chưa biết thì coi tiếp đi. Nói không bằng làm, thì ngay bây giờ mình sẽ test thử một đoạn để cho các bạn xem là hiệu quả nó như thế nào nhé. Hiện tại mình đang thu âm bằng một cái mic thu âm Saramonic Berlin B2 Pro. Con này thu âm khá là tốt đấy, nó có giá nằm khoảng là hơn 6 triệu. Âm thanh thì các bạn đang nghe đó, tốt đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vừa nói và vừa mở một cái tiếng ồn khác cho nó hòa lại với nhau, và mình sẽ sử dụng cái phần mềm cấp kết để lọc tiếng ồn nhé. Đây là một cái video gọi là cái tiếng ồn ở ngoài đường các bạn. Nó bao gồm những tiếng xe chạy nè, tiếng còi nè, tiếng xe cứu hỏa, tiếng xe cứu thương, nói chung là rất là ồn ào luôn. Bây giờ mình sẽ mở lên thử nha. Đó, rất là ồn luôn. Bây giờ mình sẽ nói gì nhỉ? Xin chào mọi người đang đến với kênh YouTube của Hải Nguyễn Media. Nếu các bạn thấy video này của mình có ích thì hãy like, share và đăng ký kênh. Và nhớ nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Và đừng quên comment cái đóng góp cái ý kiến của bạn dưới video này. Hoặc là các bạn muốn mình làm cái gì đó thì hãy mạnh dạn yêu cầu mình sẽ làm. Ok chưa? Rồi, vậy thôi. Rất là ồn. Mình cũng rất là ghét tiếng ồn các bạn ạ. Đặc biệt là video của mình làm. Đó, các bạn thấy mình đang làm video trong một không gian cực kỳ im lặng luôn. Cực kỳ im lặng luôn. Đó, như vậy thì chất lượng âm thanh nó mới tốt. Còn nếu các bạn mà kiểu như là không thể tìm được một cái không gian im lặng nào đó mà bắt buộc phải làm với tiếng ồn ấy, thì hãy dùng cái phần mềm cấp kết để lọc tiếng ồn nhé. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái đoạn âm thanh vừa rồi ấy, vào trong phần mềm cấp kết. Bấm lọc thử coi là nó như thế nào nhé. Mình không chắc đâu. Thôi cứ thử đi. Sau khi mà bỏ cái video có tiếng ồn vào trong cái phần mềm cấp kết rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp chuột chọn một cái video này ở dưới thanh timeline các bạn. Nhấp chuột chọn vào nha. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái menu thứ hai ở góc phải cái màn hình này các bạn. Đây là góc phải có một cái ô menu nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình chọn vào cái thứ hai nha các bạn. Rồi. Ở dưới này chúng ta thấy có một cái ô, chúng ta click vào đây. Đây chính là cái phần gọi là lọc âm thanh. Nhấp vô cái. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả nha. Xin chào mọi người đang đến với kênh YouTube của Hải Nguyễn Media. Nếu các bạn thấy video này của mình có ích thì hãy like, share và đăng ký kênh. Và nhớ nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Và đừng quên comment cái đóng góp cái ý kiến của bạn dưới video này. Hoặc là các bạn muốn mình làm cái gì đó thì hãy mạnh dạn yêu cầu mình sẽ làm. Ok chưa? Rồi, mọi người thấy hiệu quả hay không? Comment xuống đây cho mình biết với nhé. Kết thúc video thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người ở những video sau. Xin cảm ơn.